Xin kính chào quý vị. Chào mừng quý vị trở lại với kênh Haley James Family Cuộc Sống Mỹ. Thì quý vị ơi, quý vị nào mới xem kênh của Haley lần đầu, nếu thấy thích thì hãy cho Haley một like, đăng ký và chia sẻ nha. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Và video ngày hôm nay, Haley xin được gửi đến quý vị một câu chuyện mà sau khi được nghe cô ấy tâm sự và kể về những gì cô đã và đang trải qua, thật sự không thể hiểu được. Và Haley cũng không thể nào mà tài nào mà hình dung được cái cảnh tượng mà chú chồng cô lại hành xử, hành động và làm với con bé đó. Cô nói nhà cô chỉ có một đứa con gái duy nhất. Và cô mong muốn là hai vợ chồng sống đạo đức, sống như thế nào để con gái được hưởng phước của cha, để sau này nó còn nhờ được tấm thân của nó. Nhưng mà không ngờ cô lại phải chịu đựng 20 năm trời trong cuộc hôn nhân với một con ác quỷ là chồng của cô. Cái người mà cô đầu ấp tay gối hàng đêm, hàng ngày đó. Thì cô nói sau khi mà con gái mình đậu tốt nghiệp đại học, lúc này cô tự tu tại gia và ăn chay niệm Phật để mong muốn kéo lại cái đạo đức cho chồng mình, để con mình có một chút nào đó được hưởng cái phước của cha. Haley nói chuyện gì mà ghê vậy cô? Thì cô nói từ từ để cô kể cho Haley nghe. Sau khi mà cô chia sẻ ra rồi đó, ngày mai cô có nhắm mắt thì cô cũng mãn nguyện, vì cô thật sự không muốn đem cái câu chuyện đau thương này qua thế giới bên kia. Chồng cô là một con ác quỷ, nó sống vô đạo đức, vô nhân tính, nó hại đời con gái người ta mà nó làm trò bẩn thỉu. Thì Haley nói, cô ơi, cô đã từng coi kênh của Haley nhiều cái video kể về những người đàn ông, người chồng, người cha như vậy chưa? Thì cô nói có, cô coi hỏng sót cái video nào hết. Nhưng mà hôm nay cô quyết định kết nối thì cũng nhắn tin mong muốn Haley chia sẻ. Nhưng mà mãi tới giờ Haley mới trả lời. Thì quý vị, đông quá, Haley phải trả lời từ từ. Cảm ơn cô rất nhiều đã nhớ tới Haley để nhắn tin liên tục để không bị trôi bài. Cảm ơn cô một lần nữa. Và rồi cô kể câu chuyện của mình như thế này. Ngày xưa cô là một giáo viên đó. Gia đình cô nghèo nhưng mà có học thức. Còn gia đình chú khá giả nhưng chú lại thất học. Đó. Rồi thì khi mà chú ngỏ lời yêu cô thì thời đó áo làm sao mặc qua khỏi đầu. Con cái lúc nào cũng phải nghe lời cha mẹ. Cha mẹ đặt đâu con ngồi đó, sướng khổ tự con chịu, chứ cha mẹ hết trách nhiệm. Thì khi mà cô đồng ý chấp nhận lấy chú làm chồng, thì lúc này vợ chồng chú mới có một cái kinh doanh khác, là cô không có đi dạy. Và cô ở nhà làm một cái gọi là hậu thuẫn ở bên trong để giúp chú đi ra ngoài làm việc. Thì hồi đó chú đi buôn. Chú buôn từ Campuchia về Đà Nẵng, Hà Nội rồi về Sài Gòn. Gia đình cô hiện tại đang ở huyện Bình Chánh, Hồ Chí Minh. Rồi chú đi buôn mà hồi đó tính tiền bằng vàng không à, chứ tiền sao trả cho hết. Có những lần mà chú chở bằng cái xe máy về á, là tiền mà ở trong cái bao á, mà phải là bao 50 á, mà nửa bao tiền như vậy. Rồi về là chú cứ liện vô đó. Hồi đó chú đi buôn thuốc Z và xăng dầu. Và qua Campuchia có bất cứ loại thuốc Nam, thuốc Bắc hay là bất cứ cái gì là chú đem về đây chú bán. Hồi đó chú rất giỏi vì gia đình chú có một cái nền tảng kinh doanh. Thì sau khi mà cô ở nhà thì chú đi ra buôn, còn cô ở nhà tính toán giúp cho chú và giữ tiền. Cứ như vậy đó, mãi đến 10 năm sau mới sanh được đứa con gái. Khi mà con chào đời thì lúc này cô có nói với chú, thôi thì đừng đi buôn nữa, mà ở nhà mở một cái tiệm gì đó mình buôn bán, mở tiệm gạo, tạp hóa hay đồ điện gì cũng được. Thì chú mới nói là thôi thì mở đồ điện. Bên trong chú bán điện, bên ngoài cô bán tạp hóa. Thì cứ hai vợ chồng xoay sở như vậy để nuôi đứa con. Và biến cố xảy ra là cô bị u nang buồng trứng, cho nên cô không thể mà sanh thêm nhiều đứa con khác được. Thành ra cô và chú chỉ có một đứa con duy nhất. Rồi sau khi mà buôn bán kinh doanh như vậy thì nó có tiền, tại cô và chú đã có tiền sẵn.
và mở ra buôn bán kinh doanh thì nó ổn định. Con cô thì học cũng rất là giỏi và rất là chịu khó và rất là đẹp gái. Thì cô và chú hạnh phúc lắm, vui vẻ và hạnh phúc lắm. Biến cố bắt đầu nó xảy ra kể từ khi mà cái nơi cô ở nó phát triển lên. Và từ đó công ty rồi này nọ kia nó về. Thì cô và chú mới tính toán là sẽ xây phòng trọ cho nó, người ta thuê, để người ta ở đây, người ta đi học hay đi làm gì cũng được. Thì lúc này cô nói nhà cô là một cái căn nhà liền kề bự như vậy mà nó dài. Rồi cô cũng tiếp tục bán tạp hóa, chú cũng bán đồ điện. Thì lúc này mở lớn ra rồi, thì cô một bên, chú một bên. Rồi phía sau á là nối dài từ cái nhà của mình ra hết đất ân sau là cô xây được 12 cái phòng trọ. Thì lúc này cho công nhân thuê thì cũng đảm bảo là cho gia đình thuê thôi, chứ không có dám cho tùm lum thuê là sợ bị phiền phức. Nhưng mà con gái của cô lúc này nó lớn rồi, nó nói là thôi ba mẹ ơi, cho sinh viên thuê đi. Cho sinh viên thuê là tại vì con mình cũng là sinh viên, thì cho nó thuê rồi lấy tiền rẻ cũng được. Ba mẹ không có khó khăn cho nên là không có cần phải này kia. Thì nghe con gái mình nó có ý như vậy thì cô và chú ok, 12 phòng trọ cho chỉ có 2 gia đình làm công nhân họ thuê. Mà 2 gia đình này thì rất là đàng hoàng, rất là tốt. Họ có cái gì ở quê đem lên cũng cho mình. Rồi coi như là tới tháng là họ trả tiền đầy đủ sòng phẳng. Là cô rất quý 2 gia đình này cho nên dành 2 cái phòng tốt nhất cho 2 gia đình này ở và không động đậy gì tới. Còn 10 phòng còn lại là nghe lời con gái cho sinh viên thuê. Thời đó cô nói là lấy khoảng 5-600 một phòng, 5-600 ngàn một phòng cho sinh viên thuê thôi. Và mấy đứa sinh viên á thì cũng rất là tốt, tại vì thường là những đứa con nhà nghèo mà hiếu học rồi khó khăn. Thì nói chung nghe lời con mình để tạo phước, tức là đứa nào khó khăn, không tiền hoặc gia đình chưa kịp gửi tiền lên thì mình cho nó vay lại. Tức là cô nói đứa nào thiếu 1-200 ngàn, 3-400 ngàn tiền cơm, tiền chợ gì đó, cứ chạy lên cô chú cho con vay. Rồi khi nào mà ba mẹ dưới quê gửi tiền lên á thì từ từ trả lại cho cô chú, không gấp. Còn đứa nào mà đi học về mà đói quá không kịp nấu cơm ăn thì cứ qua nhà cô chú múc cơm ăn. Thì cô chú coi 10 cái phòng mà cho sinh viên thuê đó nó như là cái nhà của mình. Thì cô nói nhà cô có 3 người nấu cái nồi cơm nhỏ xíu thôi. Nhưng mà sau này á thấy tụi nó dễ thương và nó giúp đỡ, nó dọn dẹp, nó gọn gàng, sạch sẽ quá. Thì cô thấy thương mấy đứa này. Và cô mua một cái nồi cơm điện, cắm bằng điện, mà cái nồi cô nói nấu cả chục ký gạo lận. Thì cô cứ nói với tụi nó là đi học về không cần phải đi chợ nấu ăn gì hết. Nhà cô cứ cắm cơm sẵn lúc nào cũng có hết. Rồi các con muốn ăn đồ ăn gì cứ nói là cô sẽ nấu. Còn không các con muốn ăn gì tự các con nấu, cơm ở đây có sẵn. Đó là cô phát tâm như vậy, là cô thương mấy đứa học sinh con xa quê đi học và nó cũng giống như con mình thôi. Và từ đó nó cứ như vậy. Thì kéo dài mấy năm sau, biến cố nó xảy ra cũng từ đó, cũng từ sinh viên mà ra. Thì khi mà cô phát hiện chú ở trong giai đoạn này, là lúc này là chú đã năm mấy tuổi rồi, thì tự nhiên chú thay đổi tính nết. Chú rất là hiền từ, chú cũng buông bỏ tất cả những gì mà mình đã đi buông ở cái thời còn trẻ. Thì bây giờ thương vợ thương con, chú chung tay với cô để làm việc thiện, là giúp mấy đứa học sinh sinh viên nghèo đó. Thì tự nhiên chú thay đổi tất cả và chú gần gũi hơn với mấy đứa sinh viên gái. Thì trong cái đám sinh viên đó thì có những đứa nó khôn, nó lanh á, nó nhìn ra, nó thấy từ từ, và từ đó nó giảng giảng gia đình mình, nó không có qua nhà cô chơi nữa. Và ở trong đó cũng có 2-3 đứa nó cũng rất là thân thiện với gia đình mình, mà khi cái chuyện này chưa có xảy ra thì cô không bao giờ biết, nhưng nó đã xảy ra thì lúc này cô mới giống như nhớ lại những gì nó xảy ra, là mấy đứa kia từ từ nó bỏ nhà mình, nó đi hết, nó không dám ở nhà mình nữa, là bởi vì chú bắt đầu thả dê từng đứa một. Hỡi đứa nào mà nó nhẹ dạ thì nó sẽ vô bẫy của chú. Mà trong khi đó cô và chú
ở nhà 24/24 mà chú làm những cái chuyện sai trái đó mà cô lại không biết. Thì khi mà sinh viên nó đi hết thì cô mới nói, ủa sao mình sống ăn ở như thế nào mà để tụi nó ghét quá mà tụi nó lại không ở lại với mình. Có những đứa thì nó nói nó chuyển trường nó đi, có những đứa là ba mẹ không đủ khả năng kêu về, rồi có đứa thì nói con đi ở nhà bạn. Nó cứ kiếm lý do nó đi, nó không ở nhà mình nữa. Và lúc này cô để ý từ từ á, thì không, sau cái chuyện này nó xảy ra cô mới nhớ lại là tại sao như vậy, là sinh viên nó bỏ nhà mình nó đi hết, thì bởi vì chú thả dê từng đứa con gái một. Và không những con gái, chú thả dê luôn con trai. Thì không, nghe mấy đứa nó mét lại, nó kể lại thì cô không tin. Và cô nói tụi con đừng nói bậy nói bạ cô chú này kia đó. Thì mấy đứa con trai nó cũng bỏ đi và mấy đứa con gái nó cũng bỏ đi. Rồi thì chú qua lại với hai đứa con gái sinh viên. Thì lúc này cô mới thấy như thế này. Tại sao người ta đi hết mà hai con này nó không đi? Thì cô cũng hỏi là các con ơi, các con đi học, các con thấy bạn nào khó khăn không có nhà ở rồi các con cứ kêu về ở nhà mình. Thì mấy đứa này cũng dạ dạ thôi, và nó cũng rủ bạn bè về chơi rồi cũng cười giỡn với hai hởn vậy thôi, chứ kiểu như tụi nó kêu ở lại để thuê hàng tháng thì nó không đứa nào ở lại. Thì hai đứa sinh viên này nó vẫn tiếp tục ở lại. Khi cô phát hiện ra là cô phát hiện chú là tòm tèm với một đứa sinh viên. Và cái đứa kia nó biết luôn, nhưng nó lại đồng lõa với cái con này để giúp con này qua lại với chú. Và có một lần cô phát hiện là qua lại biết bao nhiêu lần á, thì lần này cô mới phát hiện là chú rất là tàn nhẫn, vô đạo đức, vô nhân tính ở cái chỗ này. Không biết là ổng học cái thói hư tật xấu đó ở đâu mà ổng lại hành xử với mấy đứa này trong cái chuyện gọi là bạo dâm, bạo loạn. Như vậy, cô nói nhà cô đặc biệt là không bao giờ coi phim người lớn, bởi vì cô rất nguyên tắc trong gia đình của mình, vì mình có đứa con gái. Cô và chú rất thương và yêu đứa con gái của mình, thành ra những cái chuyện mà vợ chồng ôm ấp hung hít nhau hay là cái chuyện quan hệ vợ chồng rất kín đáo. Cho nên nhà cô dứt khoát không có chuyện coi phim người lớn, mà lý do tại sao chú lại có thể tưởng tượng và hành động những cái chuyện đó với cái con bé sinh viên đó. Coi như là chú quan hệ với nó, chú cắn nát hết người nó. Là chồng cô đó, ổng cắn nát hết người con bé này. Và có lần ổng lấy cây đèn cầy đó quý vị, ổng lấy cái cây đèn cầy đó, ổng nhả sát vào cơ thể của nó. Nghe có thấy có ác không? Và khi đó cô phát hiện là cô nói như vậy: cô và chú ở trong nhà 24/24 thì tại sao chú làm những cái chuyện đó mà cô lại không biết? Thì lúc này cô biết là do tụi nó làm quá chớn. Và cô nghe, bởi vì chú thường xuyên xuống dãy phòng trọ, chú quét sân, quét phòng cho tụi nó. Và chú rất thích hai cái gia đình làm công nhân đó, thường chú xuống đó uống nước trà và nhậu nhẹt. Thì chỉ có là như vậy thôi, và cô cũng không có để ý đâu. Và cô tin chồng mình là bởi vì chú rất hiền từ, đạo đức, và không bao giờ cô nghĩ đến cái việc là chú sẽ tòm tèm trai gái với mấy đứa sinh viên. Thì tại sao cô biết là con bé này, cơ thể của nó bị bầm dập, bầm tím, dấu cắn, rồi gì đó, sáp đèn cầy á. Ông nhỏ đầy người nữa, sáp đèn cầy. Thì cái con bé mà biết, mà đồng lõa cho có con bé này quen ổng đó, thì nó không dám nói, là bởi vì cái con nó thương con bé này. Nó nói con bé là hai đứa cùng quê với nhau rồi này kia, thì cái con bé này nó yêu sớm quá và nó biết cái chuyện người lớn sớm quá, thành ra cái con bé này nó không dám cản và nó cũng không dám mét ai, mặc dù nó biết. Thì nó ở đây chung với con bé này để nó bảo vệ cho con bé này, chứ nó không muốn là bỏ nhà mình đi. Thì khi mà cô biết ra là có một lần như thế này, con bé bạn của nó đồng lõa với nó đó,
thì lại la làng lên là tại sao mày như vậy, tại sao mày để ổng làm mày như vậy, ăn ở bình thường thôi chứ sao mày để ổng làm như vậy. Thì cái con bé này nó khóc méo máo và nó nói là cô nghe, cô nói chính tai cô nghe và cô nhìn thấy là tụi nó nói chuyện, hai đứa nó nói chuyện với nhau. Thì con bé này nó khóc méo máo, nó nói là ổng cột hai cái tay nó vô hai thành giường rồi, nó không có cử động được, nó không thể nào nhúc nhích được. Và không biết tại sao ổng lại hành động là ổng cắn người nó lì, và ổng lấy cái cây đèn cày ổng nhả nhỏ sáp vô cơ thể nó, và nhất là cái chỗ vùng kín của nó. Thì con bé mà đau đớn này nó khóc quá trời, thì con bé kia lại la sùm lên, mà biết là la là người ta sẽ nghe, nhưng mà nó tức quá nó cũng la lên. Rồi khi mà con bé này nói mỗi lần mà mày ăn ở với ổng á thì ổng làm gì mày, thì nó nói ổng cắn nó đau lắm, ổng cắn nó đau lắm, mà nó không có dám la vì nó la là nó sợ bà chủ qua nghe. Thì khi nó nói đến cái câu là sợ bà chủ nghe thì lúc này cô mới giật mình và cô mới gõ cửa, cô nói hai đứa bay nói chuyện gì đó, hai đứa bay nói chuyện gì. Thì cái con bé đang đau đớn đó thì nó khóc to lên, nó khóc òa lên, nó khóc và tự nhiên cái nó quỳ xuống nó lại quá trời. Cái con bé này bế nó lên, kéo nó lên, thì cô thả mà cô nói trời, làm Haley cũng giống như mình đứng chứng kiến cái cảnh như vậy. Thì cái con bé kia bế nó lên và ra mở cửa, thì kéo con bé kia ra mở cửa và nó kéo tay cô vô trong phòng và nó nói là cô ơi, cô đừng nói, cô nói là ổng nói là vậy là ổng sẽ đem hình ảnh của con về quê, ổng nói ổng bế ổng nói là ổng sẽ đưa con về ba má con, ổng kể hết rồi ổng đưa hình ảnh về quê con gì đó, trù nói quá trời luôn. Thì cô mới nói ổng là ai, ổng là ai mà đứa nào làm gì mày, thì nói là ổng là chú chồng của cô. Lúc này cô mới nói mày có nói thiệt không, tại sao như vậy như vậy như vậy. Thì nó ngồi nó khóc, nó kể hết cái con bé mà đang mà nó ấy với ổng đó, là nó kể hết. Thì lúc này cô mới biết và cô cũng khóc và cô cũng dỗ dành nó và cô nói là thôi an tâm đi, có cô rồi, cô sẽ bảo vệ con, đừng sợ gì hết. Và cô hứa là cô sẽ dẹp loạn cái chuyện này, không có lần thứ hai xảy ra đâu. Và cái con bé bạn của nó mới nói là đó là lý do tại sao mà phòng trọ của cô sinh viên nó đi hết là vậy đó. Ngày nào chú xuống đây chú cũng thả dê hết á. Rồi hả, mấy người kia còn kể lại hả, tự nhiên cái chú vô phòng nữ á, cái chú mở cửa phòng nữ ra, cái chú đưa cái bộ phận của chú ra cho người ta xem, xong rồi chú kéo quần lên là chú đi. Trời ơi. Rồi khi mà cô kể như vậy, cái Haley nó con không hiểu lý do tại sao ổng như vậy, mà trong khi đó sống trong nhà cô nói rất hiền từ đạo đức và có con gái nữa, tại sao như vậy. Ví dụ như cái người đàn ông mà họ có cái tánh như vậy á thì ít ra họ nó cũng biểu hiện lên trên con người họ ổng, hoặc là ổng đi chơi bời bên ngoài, hoặc là ổng cặp bồ cặp bịch, ổng về ổng đối xử xấu, đối xử này nọ kia với cô này kia á, thì có thể con tin là bởi vì rất là nhiều những cái câu chuyện nó đã và đang xảy ra trong cái xã hội này, nó quay quanh chỉ có như vậy, nó vây quanh chỉ có là như vậy. Thì cô nói đó nó mới là cái chốt mà để cô không phát hiện ra ổng đã hành xử với tụi nó bao nhiêu năm trời mà mình không bao giờ biết. Mà bây giờ không biết là mấy đứa kia nó đi ra khỏi nhà mình rồi, nó có kể cho những người khác nghe không, thì lúc này cô không biết nè. Rồi sau đó Haley hỏi, rồi khi mà cô phát hiện ra như vậy, rồi cô trở về nhà, cô trở vô nhà, rồi cô làm gì với chú? Thì cô kêu chú ngồi lại và cô nói chuyện. Thì lúc này cô mới hỏi tại sao ông lại hành xử nhẫn tâm như vậy với những đứa nhỏ, và cái chiêu trò gì ông lại làm những cái trường hợp như vậy như vậy. Thì ổng ngồi im re, ổng không nói gì, ổng cứ trả lời là ổng không biết. Tại sao ổng làm vậy? Ổng không biết. Ổng giả ngu, giả ngây, ổng giả khùng, giả điên, ổng giả không biết gì á. Nó mở cửa. Đó, nó mở cửa được nó la. Đó, thì cô mới nói là cô ngồi, cô nói chuyện với ổng hết cả buổi. Mà ổng cứ giả ngây, giả ngu, giả khùng, giả điên, ổng nói là ổng không biết gì hết. Rồi thì cô mới nói cái con bé đó đó là giữ kín cái chuyện này và cô sẽ đưa đi bệnh viện, và nếu như bác sĩ có hỏi thì con nói xạo là con bị cái gì đó thôi, rồi cô sẽ giúp cho con này nó kia. Thì cô bù đắp lại cho con bé này
Và cô nói là cứ coi cô như là mẹ, bất cứ chuyện gì cô sẽ bảo vệ con, sẽ không có chuyện này xảy ra nữa đâu. Rồi nó cũng yên tâm và nó cũng nghe lời cô. Và nó cũng ở đó, chứ nó không đi đâu, vẫn đi học bình thường. Và con bé kia giúp đỡ nó, thì cô thương luôn ở hai đứa con bé đó. Còn về phần của chú thì cô thấy là đáng lý ra cô có thể ly dị, cô có thể bỏ, cô có thể nói cho con gái mình biết cái chuyện vậy vậy vậy. Nhưng mà cô lại chấp nhận giấu nhẹm, giấu coi như không biết chuyện gì và chưa từng nghe, chưa từng chứng kiến, chưa từng thấy và chưa từng biết cái chuyện này nó xảy ra. Và cô nói với chú là phải hứa với cô không lặp lại và phải sống giống như là chưa từng xảy ra cái chuyện này, để con gái tốt nghiệp đại học xong là cô sẽ lo cho nó đi một cái nước nào đó cho nó học. Chứ cô không muốn nó ở lại Việt Nam để nó có thể nghe và nó thể thấy là cha mình như vậy. Thì khi con cô nó tốt nghiệp đại học ngoại thương thì cô cho nó đi du học nhưng nó không đi. Con gái cô đặc biệt nó không muốn xa cha mẹ nó. Và rồi nó có công việc nó đi làm. Khi mà tốt nghiệp xong xin được việc đi làm thì cuộc sống của cô kể từ khi con cô tốt nghiệp thì cô ăn chay niệm Phật và cô tu tại gia. Và cô cũng nói với chú là khi nào mà trong lòng ông có biết ăn năn hối cải rồi đó, mà muốn rửa khỏi cái tội này á, thì phải tập tu và đi tu giống như cô. Bởi vì cô tu là cô níu kéo lại cái đạo đức cho chồng cô, để con gái mình được hưởng phước từ cha nó. Là bởi vì sau này khi mà nó kết hôn, nó gặp được chồng nó rồi, biết đâu là những người đàn ông nó lại đối xử tàn ác với con mình, thì làm sao làm cha làm mẹ có đủ tự tin mạnh mẽ để chứng kiến con mình không hạnh phúc mà bị người ta chà đạp như vậy không? Thì chú mới thấm thía và chú mới hứa với cô. Và sau này cô lo hết tiền bạc học hành cho hai đứa con gái ở nhà cô đó. Cô lo hết cho tụi nó. Và hiện tại bây giờ tụi nó cũng đã tốt nghiệp và có công ăn việc. Cô lo luôn công ăn việc làm cho nó. Và cô nói nếu như có bất cứ chuyện gì mà cần đến tiền thì cứ quay về đây, cô sẵn sàng giúp đỡ tiền bạc. Nhưng làm ơn giấu giùm cô cái chuyện này, và giấu luôn ba mẹ của nó, là cô cũng rất là sợ. Và cô nói là khi mà cô kể ra, cô cũng mong muốn mang một cái kinh nghiệm sống đến cho tất cả quý ông. Và không những quý ông đâu, quý bà cũng có nhiều người sống không tốt. Thành ra đó, sống làm sao mà sống như thế nào mình phải hiểu. Là con mình đẻ ra mình cưng như thế nào thì con của người ta đẻ ra người ta cũng cưng như thế đó. Thậm chí người ta còn cưng hơn, người ta chăm sóc lo lắng cho con người ta nhiều hơn là mình. Thì đừng bao giờ sống vô đạo đức như vậy. Rồi cái gì nó đến, nó cũng sẽ đến. Cái hậu quả ai làm người đó cũng sẽ nhận mà thôi. Cho nên là cô đã phát tâm từ thiện, và cô đã tập tu bản thân mình, và cô xúi chú là đi tu với cô để kéo lại cái gì đó, rửa bớt đi cái tội lỗi ở trần gian này và giữ được cái đạo đức cho đứa con gái. Thì cô cũng mong rằng là những quý ông có lầm đường lỡ bước, có như thế nào đi nữa thì trong lòng vẫn phải giữ một cái đạo đức là đừng hình xử giống như những cái chuyện mà chồng cô đã từng làm với con bé sinh viên đó. Rất là tội nghiệp, thương tâm. Nếu như chuyện này nó xảy ra thì nó lại tai tiếng và ảnh hưởng đến con mình từ đời này đến đời khác. Như vậy ai lãnh? Con mình là người lãnh, và con mình sẽ là người nhận tất cả mọi cái mà những gì mà mình đã gieo đó. Thì hiện tại bây giờ chú 66 tuổi và cô 61 tuổi, chú đã bị liệt và tai biến, không thể nói và không thể đi. Hiện tại bây giờ chú chỉ nằm và ngồi xe lăn, cô vẫn còn đang rất khỏe mạnh. Và cô nói cô minh mẫn, cô nhớ hết từ những cái thời thuở mình còn nhỏ cho tới bây giờ, những gì đã xảy ra trong cuộc đời của gia đình cô, từ đau thương hạnh phúc tan vỡ, tất cả những gì cô đều nhớ mùng một hết. Đó. Và cô cũng nói như thế này là tại sao cô kể ra, là vì cái câu chuyện này nếu đưa ra pháp luật thì chồng cô
là người có tội hoàn toàn. Nhưng pháp luật họ chỉ xử ở cái tội trần gian. Và khi hết rồi, hết những cái mà thời hạn để mà thi hành án đó, thì ông cũng sẽ trở về. Và cái đạo đức lương tâm của một con người, nếu ổng không thể thay đổi thì nó cũng sẽ lặp đi lặp lại. Và cô đã hướng ổng như vậy, và cuối cùng bây giờ chú đã phải chịu cái căn bệnh của mình bao nhiêu năm nay, đau đớn rồi không thể nói, mà ta nói á khẩu không thể nói là cái điều rất là đau khổ nhất cho một con người mà. Rồi cô vẫn tiếp tục là đi giúp đời, giúp người và giúp hai con bé kia hiện tại là có gia đình, có công ăn việc làm, và con cô cũng vậy, nó có gia đình và cô thì rất là khỏe mạnh. Thì hôm nay cô kể ra để cô nói nếu cô có về thế giới bên kia thì lòng cô vẫn thanh thản, vì cái này cái lỗi và cái tội quá lớn mà chính bản thân cô hiện tại bây giờ cũng chưa dám đối diện thật sự với ba mẹ của con bé này. Và con bé này nó đã hứa nó giấu rồi, thì bây giờ cô cũng không muốn là để cho nó có gia đình rồi. Cái chuyện gì nó êm được thì để nó êm, để không thôi làm ảnh hưởng đến cha mẹ nó rồi cả gia đình của nó luôn. Đó, thì hôm nay cô kể ra để mang kinh nghiệm sống đến cho mấy ông, đừng gieo nhân để rồi các con mình gặp cha mặn là con khát nước, để rồi tội cho cuộc đời của những đứa con lắm. Và cô đã cố gắng hướng chú tu tập và ăn năn ha hối lỗi rất là lâu. Thì hiện tại bây giờ chú cũng đang trả nghiệp đó. Thì Haley nghe cô kể, mà cô kể còn hay hơn Haley nha. Cô kể từng chi tiết rõ ràng, giọng Sài Gòn người miền Nam mà nói đâu ra đó rõ ràng, ta nói sang sảng nghe rất là đã lỗ tai. Nhưng mà cô kể trong nỗi buồn, nỗi lòng, và có đôi khi cũng thúc thích những giọt nước mắt. Và Haley hòa nhập vào cái cảm xúc của cô và có gửi những cái lời an ủi đến cô. Và cô nói cô theo dõi kênh của Haley rất rất là lâu rồi, công nhận là có những cái câu chuyện gì á thì cô gửi lời khen cho Haley, thì Haley cũng cảm ơn cô rất là nhiều và cảm ơn cô đã tin tưởng và chọn Haley để kể ra câu chuyện. Mà cô nói là từ đó đến nay cô chưa kể cho ai nghe câu chuyện này, là cô và con bé đó và cái con bé bị hại và chồng cô biết, ngoài ra không một ai biết nữa hết. Thì hôm nay cô kể để cho lòng cô thanh thản, vì cũng đã gần đất xa trời rồi. Haley cảm ơn cô rất nhiều, và Haley cũng thật sự cảm ơn đến tất cả quý vị luôn quan tâm và theo dõi kênh của gia đình Haley nha. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị.